Quyền Linh chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Ong Mai Hẹn Hò. Chương trình được phát sóng trên kênh MCV Media. Cho dù bất kỳ các bạn ở đâu, chúng ta sẽ cùng kết nối những nửa yêu thương để chúng ta có thể có những mảnh ghép của mình, để chúng ta có thể có tình yêu hạnh phúc từ chương trình Ong Mai Hẹn Hò quý vị nhé. Và bây giờ Quyền Linh xin mời quý vị chúng ta gặp gỡ cặp đôi đầu tiên. Con có mấy mối tình rồi? Con chưa trải qua mối tình nào. Trong tình yêu à, nói chung là thiếu sự tự tin lắm. Mẫu hình lý tưởng của con thế nào? Mẫu người lý tưởng của con là chững chạc, có công việc ổn định. Dạ, mối thứ nhất 2 năm. Dạ, mối thứ hai là 4 năm. Dạ, mối thứ ba 1 năm à. Tổng cộng yêu cũng gần chục năm rồi đó. Xin mời bạn Nam. Xin chào. Xin chào anh. Bây giờ thì chúng tôi xin mời bạn gái xuất hiện nào. Chào em gái. Dạ. Bây giờ thì hai bạn đã có mặt trên màn hình nhưng mà chúng ta không có thấy nhau, chỉ có anh Quyền Linh thấy thôi. Bây giờ thì hai bạn có thể giới thiệu về mình. Mời bạn gái. Dạ, con chào chú. Chào con. Con tên là Nguyễn Ngọc Hà, năm nay 24 tuổi. Hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp của con hiện tại đang là dược sĩ. Ngọc, quê ở đâu? Dạ, quê con ở Quảng Ngãi ạ. Ở quận mấy? Dạ, con ở Thủ Đức ạ. Mời bạn trai giới thiệu về mình. Dạ, con chào chú ạ. Con tên Nguyễn Văn Thái, năm nay 34 tuổi. Hiện tại con đang công tác ở thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Hộ khẩu con là ở ngoài Quảng Ngãi. Con lớn lên cùng theo gia đình ở Bà Rịa Vũng Tàu. Tức là quê Quảng Ngãi là cùng quê của Hà rồi. Hai bạn hỏi chuyện với nhau đi để xem coi mình có cùng huyện, cùng xã gì không nào. Anh ở huyện nào vậy? Anh ở xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn. Còn em ở huyện nào? Dạ, em ở huyện Tư Nghĩa. Gần không? Dạ, không gần. Dạ, xa, 30-40 cây số á. Ôi trời ơi, có chút xíu à. Lý do tại sao hộ khẩu Quảng Ngãi mà là ba mẹ Vũng Tàu là sao? Dạ, bởi vì hồi xưa con đi theo ba mẹ đi vào Bà Rịa Vũng Tàu. Gia đình làm ăn trong đây hết rồi. Năm 2010, lúc con đang học trên phố, xong rồi ông bà nội yếu, xong rồi ba con chuyển hộ khẩu của con về gặp với ông bà. Rồi tới 3 năm sau thì ông bà cũng mất hết rồi, giờ còn có một mình con ở ngoài đó thôi. Bây giờ mình giới thiệu một chút xíu về ưu điểm khuyết điểm của mình cho đối phương nghe đi. Ưu điểm của Thái là gì? Dạ, ưu điểm của con vui tính, thật thà, siêng năng, sống có trách nhiệm. Dạ, khuyết điểm con là nóng vội. Có những cái chuyện mà nhiều khi mình có cái quyết định nó vội vàng quá, nhiều khi nó cũng thất bại. Chúng tôi suy nghĩ cho nó kỹ rồi quyết định ha. Mời Hà. Dạ, ưu điểm của con thì nói chung là vui tính, hòa đồng với lại vui vẻ, nhiệt huyết lắm ạ. Nhưng mà nhược điểm thì nói chung là con nó ăn không được ngon, tại vì thường xuyên đi làm, nói chung là cũng không có thời gian ở nhà nhiều ạ. Vậy được rồi, từ từ nó ăn dạ. Sao ha. Có khuyết điểm gì không Ngọc Hà? Gì tật xấu gì đó? Nói chung là hơi tự tin một xíu. Trong tình yêu à, nói chung là thiếu sự tự tin lắm. Thiếu tự tin hả? Con có mấy mối tình rồi? Con chưa trải qua mối tình nào. Có yêu đơn phương gì chưa? Dạ chưa. Trời, cô dược sĩ xinh xắn thế này, dễ thương này mà chưa có người yêu. Có anh nào để ý chưa? Dạ để ý thì có. Sao con không để ý lại? Tại vì nói chung là quan điểm của con là thí dụ là khi có cảm tình với người ta thì con sẽ tìm hiểu, nhưng mà nếu con không có cảm tình với người ta thì nói chung là con sẽ không cho người ta cơ hội luôn. Trời đất ơi, ác vậy. Cho người ta cơ hội để người ta tìm hiểu, biết đâu người ta mình hợp với người ta sao. Bây giờ cố gắng nha, mình mở cửa lòng chút xíu đi nha con nha. Con Thái bây dạ giờ con có ba mối tình ạ. Dạ, mối thứ nhất 2 năm. Dạ, mối thứ hai là 4 năm. Mối thứ ba? Dạ, mối thứ ba 1 năm ạ. Tổng cộng yêu cũng gần chục năm rồi đó. Lý do tại sao dạ chia tay vậy Thái? Dạ, cũng nhiều lý do lắm chú ạ. Mà do cái thời gian của con, thời gian trước kia nó ít, mà sinh ra người ta từ từ dần dần rồi nó nản rồi nó phai dần. Bữa nay là chúng ta đã gặp một cái đối phương, đầu tiên sẽ là bạn, biết đâu sẽ là người yêu, biết đâu sẽ là người cùng mình để san sẻ những câu chuyện trong cuộc sống nữa ha. Bây giờ Thái muốn tìm một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Con chỉ cần nhìn dễ nhìn, nó đối đầu cái ngoại hình. Thứ hai nữa là được học cao cao một xíu. Thứ ba là hiền lành, siêng năng và cũng giống như con vậy đó, luôn luôn là yêu thương gia đình. Nhưng lý do sao học cao cao chút xíu?
Dạ, bởi vì người ta học cao thì cái nhiều khi cái nhận thức ở gia đình và ngoài xã hội đối xử thì người ta vẫn tốt hơn, em có nghĩ là gì nhỉ? Nói vậy cũng chưa đúng, bởi vì có những người học không cao nhưng cái cách đối xử người ta rất là tốt không à. Cỡ dược sĩ là cũng được không? Dạ quá dữ rồi, quá tốt rồi. Dạ. Đó là tiêu chí con, cao thấp làm sao? Có mẫu hình lý tưởng gì không? Không quan trọng cái ngoại hình cho mấy chú ạ. Thật lòng là được rồi. Thật lòng. Mời bà Ngọc Hà. Sao? Mẫu hình lý tưởng của con thế nào? Mẫu người lý tưởng của con là chững chạc, có công việc ổn định. Làm sao để chàng trai biết con mở lòng, không cho ta cơ hội nói nào chứ? Nói chung là con, khi mà con mở lòng thì con sẽ cho người ta dạng như là đi chơi với con hay là đi tiếp tin với con. Có cái sự muốn tìm hiểu mình thì con gặp lần đầu con không thích thì con sẽ nói người ta là anh không cần tìm hiểu em đâu, tại vì anh phải mẫu người mà em tìm kiếm. Nói luôn vậy đó hả? Dạ không, con không có nói thẳng luôn, nhưng mà thường thì con sẽ mất mé là từ chối người ta, là dạng như là người ta hẹn con đi chơi thì kêu là nhiều khi con không rảnh hay là con sẽ dẫn bạn con đi theo gì đó. Đặc biệt là Thái nhớ nha Thái nha, nếu mà gặp mà dạ, thấy không bật đèn xanh là hiểu rồi á. Thái nghe nói thì Thái cảm giác bạn Ngọc Hà thế nào? Con có cảm giác là hơi khó. Hơi khó, dễ thương lắm. Nếu ta biết cách dạ. Không khó. Thái không thích điều gì ở phụ nữ? Dạ con không thích một người phụ nữ là nói tục chỉ thề. Trời ơi. Hai nữa là đi chơi với bạn bè mà nhiều khi qua đêm hoặc là đi đây đó. Ta đi đó dạ. Ta đi bình thường, đi đây đó bình thường chứ dạ. Qua ngủ qua đêm nhiều khi ta đi đâu đó ta kẹt. Ta thích đi chơi với tới nhà bạn tôi ngủ qua đêm cũng bình thường thôi mà. Quan trọng ta ngủ với ai thôi chứ. Rồi. Mà Ngọc Hà ơi. Dạ, mỗi người đàn ông mà là kiểu như mỗi người đàn ông không có sự quyết đoán á. Với lại là nhu nhược. Kiểu như là nói sao cũng được, con không đồng ý. Tại đó có chính kiến của riêng mình chứ. Người đàn ông đi qua đêm được không? Cái đó thì phải tùy trường hợp ạ. Nói chung là phải tùy trường hợp, tùy hoàn cảnh chứ không phải là nhất thiết là nhiều khi người ta đi qua đêm vì công việc nó gọi là có một việc gì đó quá quan trọng thì có thể đi qua được ạ. Đúng rồi, có đôi khi người ta đi công việc khác ta qua mấy đêm luôn á. Có cảm nhận anh Thái bây giờ sao nè? Dạ, cũng chắc là người chững chạc ạ. Anh không thích người phụ nữ đi qua đêm á nha. Nói chung là đi phải tùy trường hợp ạ. Có thể chấp nhận được nếu trường hợp nào mà nó bất khả thi quá có thể chấp nhận được à. Bây giờ hai bạn sẽ bắt đầu gặp mặt ha. Mời một phần kỹ thuật cho hai bạn gặp mặt. Anh chào em. Chào anh. Sao con thấy sao? Dạ nhìn em dễ thương thật á. Dạ cảm ơn anh. Phần Ngọc Hà thấy Thái thì sao? Dạ nhìn cũng được ạ. Hơi lớn tuổi một xíu. Thái nãy nói nhiêu, 31 hả Thái? Sinh năm 90 ạ. À là 9 mấy? Dạ 97 ạ. Ừ, hơn cô 7 tuổi, không có vấn đề gì chứ. Lần đi gặp anh thì em có ngoài cái tuổi của anh hơi lớn tuổi rồi, em còn chê anh gì nữa không? Không có tóc. À không tóc đúng là làm gì mà hớt đầu lái dữ vậy Thái? Dạ do cái người thợ hớt tóc, người ta cắt bị hư cái rồi rửa lại rồi nó ra vậy chứ. Trời đất ơi, một thợ tóc ta chuẩn bị gặp bạn gái mà hớt xong mà cạn tàu ráo máng vậy trời. Cũng có khi là do cái tóc còn không có người phụ nữ ở bên cạnh nuôi nắng chăm nom gia đình nên nó rụng hết vậy á. Có người chăm sóc nó sẽ tốt hơn á. Rồi tiếp tục đi. Nói chung là lần đầu tiên gặp con hết là chững chạc rồi á. Tại tính con nó cũng hơi con nít một xíu. Thằng Thái hơi trẻ con. Thấy Hà sao nè? Dạ con nhìn thấy Hà con không có chỗ nào để che hết. Nói chung là rất là dễ thương, con rất là thích. Rồi hai bạn nói chuyện nhau đi, hỏi muốn hỏi gì hỏi đi đó. Thời gian dành cho hai bạn đó, Thái với Hà đó. Anh vậy anh có hay về gia đình của anh mình không? Chứ về với ba mẹ ở với bà Rịa Vũng Tàu thì anh có về thường xuyên. Còn về Quảng Ngãi thì 2 tháng anh có về Quảng Ngãi. Em cho anh hỏi là ba mẹ em ở ngoài đó làm gì em? Công việc làm nông hả anh? Nhà trồng lúa này nọ với trồng rau này nọ hả anh? Anh thích như vậy á. Sau này anh về già dạ. Anh cũng thích cái nơi yên tĩnh như vậy. Trồng cây này nuôi con kia vậy đó. Rất là thích. Anh có về ngoài thì có rảnh thì ghé nhà em ạ. Anh đợi câu mời của em, sau này em mời anh về. Có rủ rồi. Bằng đèn xanh rồi đó. Hai bạn dễ thương lắm. Thật sự là anh nhìn màn hình đó nha. Hà rất là dễ thương, Thái cũng dễ thương nữa.
Bây giờ chúng ta sẽ có những cái câu hỏi để mình hiểu nhau hơn nè nha. Mỗi người đều trả lời với nhau hết nha, hai người coi như nói chuyện với nhau nha. Kể cho người đối diện một điều mà bạn vừa gặp đã thích ở họ. Em đã thích anh chứ? Dạ, anh có nụ cười tươi đúng không? Anh ấn tượng em là ở cái sự giản dị, bình dân. Thế rồi là đúng một người con gái quê, đúng một người phụ nữ mà anh tìm kiếm. Dạ. Đối với cái ngoại hình. Quá ngọt ngào luôn. Tiếp theo, có điều gì mà bạn luôn ao ước được thực hiện từ rất lâu rồi, tại sao bạn vẫn chưa hoàn thành những dự định ấy? Mà em đi chứ. Em muốn đi từ thiện anh. Thì nhiều nơi lắm nhưng mà kiểu như công việc của em nó không cho phép. Nói chung là đi gần gần thì được, còn đi xa và đi nhiều nơi thì em chưa có điều kiện để đi đó anh. Vậy là em theo Phật đúng không em? Dạ đúng rồi. Rồi hàng tháng em có ăn chay không? Ví dụ dạ. Như ngày rằm mùng 1 gì đó. Dạ có. Em có ăn chay tháng 4 ngày lận anh. Wow, dữ ha. Anh ăn chay có 1 ngày. Dạ. Nói chung là cũng không có gì, chỉ ăn theo dạng như là thích thôi anh, chứ không phải là cái kiểu như là bắt buộc phải ăn nữa anh. Nói chung là em thích em ăn thôi. Còn Thái, có một điều mà con chưa làm được, đó là kiếm một người con dâu về cho ba mẹ. Tại sao đến giờ này bạn chưa hoàn thành điều đó? Dạ anh, do cái số con nó long đong lận đận sao ấy chứ em. Bạn có thấy đây là cơ hội bạn có thể đưa cô dâu về nhà hay không? Con hy vọng là được như vậy. Tiếp theo. Dạ. Bạn biết ơn điều gì nhất trong suốt cuộc đời của mình? Em thì em biết ơn ba mẹ sinh ra em. Còn anh cũng vậy, công sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ cho tới hiện tại bây giờ. Hãy nhìn thẳng mặt nhau. Dạ. Kể ra 5 điều mà mình yêu thích trên gương mặt của người đối diện. Anh nói trước nha. Anh nói trước hả? Gương mặt em dễ nhìn, dễ thương, giọng nói ngọt ngào, nhìn tính em mà anh Vinh biết, anh có cảm giác là em là người rất là hiền lành, đúng là có cái tâm. Mới có ba. Mà ba giống năm cái hả? Bây giờ còn cái nhìn kỹ vô. Dạ con thấy nhìn kỹ đấy ạ. Hai con mắt long lanh. Ta phải nói đôi mắt long lanh chứ hai con mắt long lanh. Dạ. Yeah. Ngược lại. Đầu tiên là con thấy anh rất là người rất là chững chạc ạ. Mỗi người đàn ông đáng để dựa dẫm. Thứ hai là nụ cười rất là duyên ạ. Điểm gì nữa? Con chỉ nhìn thấy được mấy điểm đó thôi chút ạ. Tóc cũng đẹp vậy. Dạ. Nhìn trai nè, trán cao nè ha. Gương mặt có hậu nè. Mắt biết cười nè. Lỗ tai đẹp nè. Đó, nhiều điểm lắm mà. Dạ. Dành ra 4 phút để nói cho người đối diện nghe về cuộc đời của mình. Em kể trước cho anh. Ok, em nhận cho em kể trước. Nói chung thì từ nhỏ lớn giờ em chưa có trải qua, nói chung là cái nỗi buồn nào quá mất hẹp là cái niềm vui nào nó ấy. Tại vì ba mẹ em nói chung là cũng thương em lắm. Nên là nhỏ lớn giờ cũng đi học rồi ra trường rồi làm. Hồi xưa cũng ước mơ làm bác sĩ lắm. Mà sau này lớn á, cái thi không thi đậu thì thi vô trường học dược, học chuyển qua học dược. Em giờ ra làm dược sĩ thôi bác tốt. Chứ nói chung nhỏ lớn thì em cũng chưa trải qua mối tình nào nên cũng không biết gì rồi ta. Cái kiểu như là vui buồn quá mất hẹp là vui quá sống nha, chứ xoay quanh gia đình người thân với lại mẹ thôi. Còn anh thì cái cuộc sống của anh nó đơn giản lắm, bởi vì mình sống từ nhỏ đến lớn có những chuyện mà nó cũng đơn giản, cũng bình thường, cũng không có cái gì là nó đặc biệt hay là ấn tượng đối với anh nhất cả. Đi học xong rồi đi làm, thời gian đi về thăm cha mẹ rồi họ hàng bà con. Hãy kể ra 3 điểm chung mà nãy giờ các bạn phát hiện ra. Giống nhau thì chắc con thấy con với anh có được rất là tươi. Thứ hai là thấy anh kiểu như là nói chung là hiền lành, kiểu giống như con nói chuyện giao lưu kiểu như con. Chứ anh và em có 3 cái điểm chung. Thứ nhất là mình từ người cùng quê. Thứ hai đó là đi vào miền Nam này tập nghiệp. Thứ ba là mình được tham gia cái chương trình này ngày hôm nay. Bây giờ hai người hãy nói một chút quan điểm về hôn nhân gia đình cho nhau nghe đi. Là đàn ông thì phải có trách nhiệm với gia đình của mình, phải chung thủy, kiểu như là phải biết chia sẻ công việc với lại vợ của mình, đơn giản vậy thôi. Dạ, còn quan điểm của con là một người vợ, một người mẹ sống có trách nhiệm với gia đình, đi làm trong thời gian về có dành nhiều thời gian chơi với con,
đi ăn đi uống gì ở bên ngoài, những cái vấn đề mà trong cuộc sống hàng ngày. Anh muốn là nếu như sau này mà mình có duyên, mình nếu sau này mình trở thành vợ chồng, thì anh cũng muốn điều là người nói thì có người nghe. Bởi vì anh không có thích cãi lộn với ai, mình nói không được anh bỏ anh đi, anh đi vòng 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 ấy thôi, nếu anh quay về. Nhiều khi mà mình đi làm mình mệt về, nói chung là cái gương mặt mình nhiều khi nó người ta không anh tự nói mà người ta nói ra mặt khó chịu thế này nọ, nhưng mà thật tình thì không có, anh nói như vậy. Bởi vì nhiều khi nó cái sắc mặt mình nó không có đúng hợp với cái tâm trạng của con người bên trong. Về đi mệt về mặt nó quào quạo, cái thấy khó chịu á, nhiều khi ta đánh giá mình là người khó chịu. Dạ, đúng không? Dạ đâu mệt thôi chứ không có phải. À, hiểu rồi. Dạ. Thái hỏi đi khoảng bao lâu em sẽ đồng ý kết hôn? Em cho anh cơ hội để quen nhau thì bao lâu thì mình kết hôn được? Tầm khoảng 3 năm á anh, 6, 7 tuổi rồi ha. Lúc đó anh thành ông lão rồi đó. Anh mới 31 tuổi. Ngắn ngắn chút đi, bớt 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 khúc được không? Tầm khoảng 1 năm thôi ạ. 1 năm đó xuống rồi đó. Dạ được ạ. Rồi bây giờ trước khi chúng ta quyết định, mình giao lưu một đoạn bài hát nào đó để cảm nhận cái cảm xúc ban đầu đi. Vậy để con xin hát một đoạn ạ. Mình xưa nhớ thân chân tất đi, mỗi bao giông đều quên, có tên mình theo lê kê. Giờ gió đông mừng giờ tâm cưới tâm còn em và nắng dài. Đường rơi âm để em cất thấy hơn nhiều hơn. Hình như có người ngồi kế bên đúng không? Dạ em bạn phòng ạ. Bây giờ cho gặp bạn cùng phòng một xíu được không? Bạn không chịu. Bạn không chịu bạn trốn luôn hả? Bạn cùng phòng tên gì vậy? À, Trang ạ. Rồi bây giờ tới Thái đi ha. Dạ. Thật tình mình nói thì từ nhỏ lớn anh chưa hết. Nhưng mà ngày hôm nay thì từ gặp em lần đầu, anh cũng chắc là anh xin hát lần đầu luôn. Nhưng nói chung là rất là dở, có gì là em sẽ che. Dạ. Vùng ngoại ô tôi có căn nhà tranh, tuy bé nhưng thật xinh, Thái ơi sống riêng một mình. Nhà ở bên em sống trong giàu sang, quen gấm nhung đài trang, quen gấm nhung đài trang, quên đi về xe đón đưa và cô nàng bên xóm. Mỗi lúc lên đem sang nhà làm quen. Rồi về tập bài này hát cho nó kỹ nha, để thuộc để hát tặng bạn Hà bữa đầu gặp mặt nha, coi như cô hàng xóm ở Quảng Ngãi nè. Rồi bây giờ chúng ta có 30 giây để nói hết những cái suy nghĩ của mình về người đối diện, sau đó mình quyết định. Anh nhìn em lần đầu anh rất là thích, anh hy vọng là em cho anh cái cơ hội để được làm quen, tìm hiểu với em để đi đến xa hơn. Dạ. Nói chung là cho nhau cơ hội để kỹ hơn, nếu được thì sẽ có một bước xa hơn nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đưa mặt trái tim, tức là đồng ý hẹn hò, đưa mặt này rồi đồng ý làm bạn với nhau. Hãy làm theo sự mách bảo của con tim. Nhắm mắt lại nào. Một. Có những cái chuyện mà nhiều khi mình có cái quyết định nó vội vàng quá, nhiều khi nó thất bại. Mỗi người lý tưởng của con là chững chạc. Hai. Con chưa trải qua mối tình nào. Dạ, con có ba mối tình à. Trong tình yêu à, nói chung là thiếu sự tự tin lắm. Và ba. Anh có về ngoài thì có rảnh thì chết nhà em mà. Anh đợi câu mời của em, sau này em mời em về. Có rủ rồi. Quyết định. Đưa lên. Chúc mừng để yên nguyên. Hai thấy chưa? Hai thấy sao, cảm nhận thế nào? Cảm nhận của con hiện tại giờ là con rất là vui. Cái cảm giác khó tả lắm. Bởi vì chú biết không, hôm qua con đi đạp ca đêm 6 giờ sáng con về, mà con đợi cái giây phút này là chưa ngủ luôn, tao chưa ngủ được miếng nào. Thôi rồi, tao nghiệp không? Chúc bạn sẽ gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống, hạnh phúc, thành công và bình an nhé. Dạ, cảm ơn chú ạ. Rồi, cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Chào tạm biệt. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã gặp gỡ cặp đôi đầu tiên trong ngày hôm nay. Họ rất là dễ thương,
Hai người đều đến từ Quảng Ngãi thưa quý vị. Hy vọng hai mảnh ghép này họ sẽ cùng nhau hỗ trợ nhau chăm sóc mối tình đó để được thăng hoa và yêu nhau và thông báo tin vui chúng tôi. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ gặp gỡ cặp đôi tiếp theo. Tính của em thì nói chung là chuyên năng trong công việc, quen cũng nhiều lắm mà chưa có quen ai kiểu để mình có nghĩa là mình thương á. Mình thấy quen ở 2 tháng mình thấy không hợp, cái là em có quen kiểu vậy. Con muốn tiến tới với một cái người mà họ có chí hướng trong công việc, độc lập, tự chủ, nam tính và rõ ràng. Cái gì ra cái đó, công việc ổn định và ngoại hình cao ráo, không cần đẹp trai nhưng mà phải có duyên một xíu. Xin chào bạn gái. Dạ, con kêu chú đấy nè. Rồi, chào con. Chúng ta sẽ mời bạn trai ra xong rồi mình trò chuyện luôn nha. Rồi, mời bạn trai. Rồi, chào bạn trai luôn nào. Dạ, em chào anh Linh ạ. Chào em. À, bây giờ thì hai bạn... đã xuất hiện trên màn hình rồi nhưng mà chưa thấy nhau. Người Linh sẽ kết nối chút xíu, chúng ta sẽ gặp gỡ nhau nha. Trước khi gặp gỡ thì mình sẽ giới thiệu để cho nói chuyện, để trò chuyện, để người khác nghe và cảm nhận nha. Thôi mời bạn trai giới thiệu về mình. Dạ em xin chào Linh. Dạ em xin tự giới thiệu. Em tên là Thủ Chánh. Em sinh ngày 15 tháng 2 năm 1993. Hiện tại em đang sinh sống và lập nghiệp ở Sài Gòn, chính xác hơn là em đang làm việc và tập việc ở Cần Giuộc. Em thì quê em ở Huế. Mình làm Cần Giuộc, mình làm công việc gì Chánh? Em làm bên cơ khí, gia công cơ khí anh Linh. Rồi, xin mời bạn gái. Dạ, con chào chú. Chào con. Con tên là Nguyễn Thị Mai Phú, con 26 tuổi. Con đến từ Pleiku, Gia Lai và hiện tại là con đang làm giáo viên mỹ thuật. Ở Gia Lai luôn hả? Dạ, con làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, ở quận 7. Rồi, một người ở quận 7, một người ở Cần Giuộc. Bây giờ thì con có thể nói về ưu khuyết điểm của mình. Dạ, ưu điểm thì con là một người vui vẻ, hòa đồng và sống tích cực. Còn khuyết điểm là con nóng tính, với lại là đôi khi nói cũng nhiều, mà đôi khi cũng hơi thẳng thắn, cho nên là dễ làm mất lòng đối phương, đôi khi thì hơi mạnh mẽ. Cô là gái Gia Lai, rất là mạnh mẽ, với núi rừng hùng vĩ của cao nguyên ha. Rồi còn bạn Chánh, hãy nói ưu khuyết điểm cho mình, cho bạn gái nghe. Em thì tự lập từ nhỏ. Tính của em thì nói chung là chuyên năng trong công việc. Mình cũng nhà ở quê nên mình cũng cố gắng đi vươn lên. Còn khuyết điểm thì em chưa biết cái khuyết điểm của mình là gì. Chánh có tật xấu gì không? Hồi xưa vừa vô Sài Gòn làm thì em ở một mình đó, thì chỉ có công ăn việc làm thôi, rồi còn thì đi nhậu đôi lúc mà ngoại giao bạn bè nhậu thôi chứ không có gì. Mình có mấy mối tình rồi? Hồi xưa giờ thì em cũng quen cũng nhiều lắm mà chưa có quen ai kiểu để mình có nghĩa là mình thương hết. Chỉ còn quen 1-2 tháng gì mình thấy không có kết quả, mình cũng không nên quen gái người ta lâu á. Mình thấy quen cả 2 tháng mình thấy không hợp, cái là em có quen kiểu vậy. Cũng chưa có mối tình nào chính thức sâu nặng hết. Dạ đúng rồi, chưa giờ em chưa có quen ai mà kiểu sâu nặng. Còn bạn gái? Dạ con thì có 2 mối tình. Mối tình đầu tiên là thời học sinh, lúc mà con học lớp 12 thì con thích cái bạn đó tới 4 năm lận, nhưng mà là đơn phương thôi ạ. 4 năm luôn? Dạ. Nhưng mà con có nói cho người ta biết không? Dạ, tính con thì được cái thẳng thắn với lại rõ ràng, cho nên là nói ngay từ đầu là mình thích bạn. Nhưng mà bạn đó thì kiểu là không có thích con, nhưng mà cũng muốn là như dạy dây dưa, cho nên là con cứ mến bạn đó hết 4 năm. Rồi sau này thì con quen một người khác, nhưng mà cũng vài tháng là thấy không hợp cho nên dừng lại. Chứ bạn nam thấy không hợp dừng luôn, chứ không đi sâu vô nó khổ thêm ha. Bây giờ thì con hãy cho bạn trai biết rằng mình đang đi tìm một mối tình tiếp theo với tiêu chí như thế nào, tức là cái mẫu hình lý tưởng của con đó. Dạ, thì con cũng không có đòi hỏi gì nhiều, nhưng mà con muốn tiến tới với một cái người mà họ có chí hướng trong công việc, độc lập, tự chủ, nam tính và rõ ràng. Cái gì ra cái đó, công việc ổn định và ngoại hình cao ráo, không cần đẹp trai nhưng mà phải có duyên một xíu, nói ít là nhiều. Chánh thấy sao Chánh?
tiêu chí đó mình được bao nhiêu phần trăm tránh? Dạ, xin thưa bác Linh là em thì em sống được cao thôi, cũng 1m65 đổ lại thôi. Chung thì tự lập thì mình tự lập từ nhỏ rồi. Tính em thì cái gì cũng ra cái đó. Một là một, hai là hai, kiểu mình làm là nói chung là mình cũng có cái suy nghĩ trước, mình có cái tính toán trước mình mới làm, chứ mình không có thích gì làm đó. À, mẫu hình lý tưởng của Chánh thế nào? Em thì kiểu là trải đời nhiều rồi cũng bôn ba, mình cũng thích một người phụ nữ cũng trải đời cũng lúc cũng phải chia sẻ đóng góp ý kiến với mình. Em thì cực kỳ là biết lắng nghe và cần nhiều sự góp ý, thấy cái nào tốt thì mình làm, không có cái tôi, không có tự quyết định của mình là đúng, kiểu vậy. Bạn gái nào bây giờ nghe Chánh nói con cảm nhận giọng đó ấm áp không, giọng đó có mình có thích hay không, giọng nó có hợp với mình hay không? Qua giọng nói thì con cảm nhận được đôi phần là anh là người thật thà, biết nghĩ xa và biết chừng mực. Rồi, và bây giờ hai bạn sẽ gặp mặt nhau để coi. Nhắm mắt lại đi, tôi sẽ chặt kết nối. Gặp nhau nào. 1, 2, 3. Em chào anh. Anh chào em. Anh có muốn hỏi với em trước không? Anh chỉ muốn hỏi là em nãy giờ anh nói chuyện anh có hiểu được được chút nào về cái tính tình của anh không? Tại vì nãy giờ anh cũng tâm sự thiệt lòng, trải lòng thiệt lòng với tính tình của mình. Em thấy anh như thế nào? Dạ thì như em nói thì anh cũng là một người sống khá đơn giản, không có cầu kỳ và anh cũng rất là thật thà, biết chừng mực. Thì anh kiểu biết người như vậy đó, kiểu hơi già trước tuổi, kiểu suy nghĩ tính chẳng hơn cái lứa tuổi của mình. Em cũng như vậy, tại vì cũng tự lập cho nên là cũng có cái tương đồng với nhau. Dạ. Em làm việc thì trong nếu mà cuối tuần rồi em có thời gian để mà tìm hiểu nhau không? Dạ, em rảnh một ngày chủ nhật, còn trong tuần em dạy với lại là thứ bảy thì cũng đi học thêm. Anh thì, dạ. Anh thì nói chung là công việc thì anh làm thì thường anh rảnh vào buổi tối, thường có nhiều thời gian buổi tối, chủ nhật anh cũng được nghỉ. Em là một người như thế nào không mình yêu? Em thì em rất là rõ ràng, thích là thích, không thích là không thích. Em sẽ chia sẻ rất là rõ ràng để cho đối phương mình hiểu mình hơn. Cái thứ hai là em cần cái sự chân thành và thành thật. Em không có thích lòng vòng, cũng hơi nam tính một xíu. Anh thì anh còn thích anh... người như vậy. Anh thích nói chung là cũng rõ ràng, anh cũng tính tình, anh cũng thích rõ ràng, có kiểu có sao vậy hoặc là hơi chủ động một xíu. Anh cũng thích kiểu được về cái kiểu anh cũng là một ít người mà không có kiên nhẫn cho lắm về cái vấn đề mà trong tình cảm, kiểu mà người ta không có mở lòng mình. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghe những câu hỏi từ chương trình để mình có thể trả lời với nhau nha, hai bạn đối thoại với nhau để ta hiểu nhau nhiều hơn. Bạn có muốn nổi tiếng không? Và nổi tiếng bằng cách nào? Theo em thì sao? Em có thích nổi tiếng không? Dạ, từ hồi nhỏ thì cái mơ ước của em là làm diễn viên. Lúc đó là Hoàng Châu Cách Cách hay là Đồng Tiền Xương Máu của chú Quyền Linh đó chú. Con mê lắm, con thích lắm. Cái là chui vô phòng ngủ cái tập diễn. Xong cái có một lần ba con thấy cái con diễn cái kiểu như là con lái qua một cái kiểu là trời đau đầu quá. Cái kiểu là sao mình diễn dở ta, cái ba mình tin. Nhưng mà lúc mà mẹ em biết được là em muốn làm diễn viên thì mẹ em lại nói là diễn viên không có được hạnh phúc như người bình thường, rất là đánh nhiều thứ đánh đổi. Sau này thì làm giáo viên thì em cảm thấy là em chỉ muốn là một cô giáo được nhiều học sinh yêu mến là được rồi. Anh thì nói chung thì cuộc sống mình mà mình cũng không có cần nổi tiếng, mình chỉ cần là mình đi đâu ai cũng yêu thương mình đó, hoặc là mọi người xung quanh mình thấy người nào cũng mến mình vậy là được rồi, chứ không có cần sự nổi tiếng. Bây giờ hai bạn nhìn kỹ nhau nha, nhìn thẳng vào mặt nhau và kể ra 5 điểm nào mà mình thích nhất trên con người của người đối diện. Trước tiên thì anh thích là nụ cười của em, anh thấy nãy giờ anh cũng cười hoài, thấy nói chung là tương tiện, thấy khi nào trên môi trên miệng cũng nở nụ cười là quá tuyệt vời. Điểm thứ hai thì anh thích cái mái tóc của em, anh thích kiểu con gái hay rối tóc vậy. Trong đây thì cũng nhìn xa quá anh cũng có thấy rõ vậy. Thôi còn bạn gái
thấy điều gì yêu thích nhất về gương mặt của bạn trai? Dạ, anh có một cái gương mặt rất là sáng, thân thiện. Em cũng thích cái nụ cười của anh, làm cho người ta rất là dễ gần, dễ mến. Còn gì nữa không? Cảm ơn. Dạ, qua đây thì chỉ có cảm nhận bấy nhiêu thôi chứ. Rồi, tiếp theo, nếu bạn có thể thay đổi bất cứ điều gì trong cách bạn được nuôi dạy từ bé đến lớn, bạn sẽ thay đổi điều gì? Anh nói trước hay là giờ em nói trước? Ai cũng được. Dạ, hết. Em mời anh. Anh thì hồi xưa giờ thì cuộc sống của anh thì ba mẹ hồi xưa giờ thì từ nhỏ tới lớn anh cũng ba mẹ cũng cho anh cái quyền tự do là từ suy nghĩ, từ làm, từ lập mà từ gánh vác, nên anh cũng không có mong cái sự thay đổi gì. Anh chỉ mong cuộc sống gia đình bình yên vậy thôi, anh cũng không có cần thay đổi gì trong cuộc sống. Theo em sao? Còn em thì hồi nhỏ ba hay áp đặt, ba hay bắt em là phải học, lúc nào cũng phải học giỏi, đứng hạng phải là top 10, top 15. Kiểu như là ba em đặt kỳ vọng vào em rất là cao và em luôn luôn cảm thấy là mình luôn luôn bị áp lực. Nếu mà tụt xuống một hạng là chắc chắn là sẽ bị ăn đòn. Thì em cảm thấy sau này nếu mà con cái mình mà mình cũng như vậy thì rất là tội nghiệp, rất là thiệt thòi cho con. Cho nên là nếu mà muốn thì em sẽ thay đổi cái sự áp đặt đó. Kỷ niệm đáng sợ nhất của bạn là gì? Kỷ niệm đáng sợ nhất của em là hồi sinh viên đi học thì em vừa tự lập vừa học vừa làm. Thì có một hôm đi làm đêm về thì bắt buộc là phải về thay đồ xong cái là đi học liền. Một thời gian dài như vậy mấy năm thì có một lần em bị ngủ gật trên đường đi học. Cái xe đằng sau nó đi lên nó cán qua cái chân. Thì hết hồn, lấy lại bình tĩnh, đặt chân rất là đau tại vì vừa mới bị cán qua, nhưng mà may sao là sáng đó mang giày. Cái lên trường là khóc từ sáng tới trưa, không học không hành gì được luôn. May là có cái giày nó cũng chắc chắn cho nên là không có bị thương gì. Anh thì về anh thì anh không sợ gì rồi. Là từ nhỏ mà đâu gian khổ hay là cực khổ gì anh cũng trải qua. Chỉ sợ nhất mà lúc mà mình ra lập nghiệp riêng mà mình lúc đó mình còn non nớt quá mà không có một cái người lớn, ba mẹ hoặc là một cái người nào mà người ta hiểu về đời để ở cạnh bên để người ta giúp đỡ mình trong lúc mà khó khăn đó, kiểu mà mình mới ra đời đó. Có bao giờ mình làm một điều xấu hổ nào mà đáng nhớ chưa? Thì điều xấu hổ thì chỉ có khi nào mà nhậu xỉn thì hay gọi thì mình nói những cái lời mà mình không có sáng như vậy, mình không có nhớ mình đã nói như vậy. Đó, cái đó là nguy hiểm đó nha. Đôi khi mình gọi xỉn quá, mình nhầm gọi ai đó, mình xỉn không có kiểm soát được mình đó, sáng về là xấu hổ lắm á. Là kiểm soát lại nha. Kiểu chỉ gọi những người trong danh bạ mình, kiểu bạn gái đã từng quen hay là một người bạn nào đó thôi, kiểu vậy. Nhưng mà sau này đó, nếu có người yêu á, mình vô tình mình xỉn quá mình gọi bạn gái cũ trước mặt người yêu của mình là cũng xấu hổ lắm á. Xỉn quá đâu kiểm soát được. Mời bạn gái. Dạ, có một lần em có một cái cảm nhận không có tốt với cái bạn đó. Xong cái là em mới ngồi trong cuộc họp thì em có viết trên cái mặt giấy trong cái cuốn sổ với cái chị đồng nghiệp ngồi cạnh là: chị ơi, em không có thích cái người đó. Cái người đó vừa mới nhìn em cười đểu đó chị. Thì sau này tiếp xúc nhiều thì em mới cảm thấy là cái người đó không phải như vậy. Có nghĩa là đôi khi mình cũng bốc đồng quá, mình cũng chưa có suy nghĩ thấu đáo, có những cái nhận xét nó như vậy. Sau này là tụi em chơi rất là thân với nhau. Rồi tự nhiên mình xấu hổ. Rồi anh đã biết được đó là mình làm em biết sao mà như vậy. Rồi. Dạ. Đó, nói những câu hỏi như thế để các bạn có thể hiểu rõ về nhau. Và bây giờ chúng ta sẽ có 30 giây suy nghĩ và nói tất cả những cái gì về suy nghĩ về người đối diện. Thì anh thì anh thấy em thì nói chung là ở qua cái màn hình này thì mình cũng chưa có thể hiểu nhau được nhiều đâu. Anh thì anh cần một người mà có thể lắng nghe và có thể góp ý cho anh. Qua đây thì anh thấy em cũng nói chuyện thì cũng kiểu hòa đồng, cũng dễ thương. Rồi, còn bạn gái. Dạ, em có một câu hỏi. Nếu mà em không có dơ trái tim thì anh có buồn không? Thì có gì đâu buồn, thì mình cũng đủ trưởng thành để mình biết mình cần làm gì, mình không cần làm gì. Đó thì cảm xúc thôi. Nhưng mà có một chút xíu gì buồn không nếu như cô ấy không đưa trái tim? Thì mình cũng hơi hụt hẫng chút xíu, kiểu vậy.
đó là cảm giác thôi mà, đó là gọi là thí dụ thôi mà. Còn bây giờ chúng ta sẽ nhắm mắt lại và sau 3 tiếng đếm mình sẽ đưa ra quyết định trái tim hay là chỉ làm bạn với nhau thôi. Trái tim là đồng ý hẹn hò, đây là chỉ làm bạn với nhau thôi nhé. Chuẩn bị, nhắm mắt lại đi hai bạn. Em cũng kiểu là trải đời nhiều rồi cũng buông ba, mình cũng thích một người phụ nữ cũng trải đời cũng phải chia sẻ, đóng góp ý kiến với mình. Một, đôi khi nói cũng nhiều mà đôi khi cũng hơi thẳng thắn cho nên là dễ làm mất lòng đối phương, đôi khi thì hơi mặt mẻ. Hai, anh thì anh cần một người mà có thể lắng nghe và có thể góp ý cho anh. Em thì em rất là rõ ràng, thích là thích, không thích là không thích. Em sẽ chia sẻ rất là rõ ràng để cho đối phương mình hiểu mình hơn. Cái thứ hai là em cần cái sự chân thành và thành thật. Ba, như vậy là bạn Chánh đã đồng ý hẹn hò nhưng mà bạn gái lại đồng ý làm bạn, lý do tại sao vậy con? Dạ, trước hết là em xin lỗi anh vì là em có cảm nhận là anh giống một cái người trước kia cũng đã từng theo đuổi em, cũng rất là thật thà, đơn giản, nói chung là có gì nói đó, nhưng mà em cảm nhận được là mình nên làm bạn. Cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình, chúc hai bạn gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống và vượt qua đại dịch nhé. Như vậy là hôm nay cặp đôi đầu tiên bấm nút nhưng cặp đôi thứ hai họ không bấm nút, thưa quý vị, rất tiếc. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại quý vị trên kênh MCV Media. Quý Linh xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.